Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Thì tiếp theo là một cái ca về cái điều trị kháng tiểu cầu ở một bệnh nhân mà có hội chứng vành mạn. Thì ca này thì mọi thứ nó rất là clear, khác hẳn với cả cái ca của bác sĩ Minh vừa rồi. Thì tôi cũng xin phép được trình bày. Đó là một bệnh nhân nữ 67 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng LDL cholesterol và điều trị thường xuyên, và các cái thông số duy trì ở mức tối đa tốt vì bệnh nhân cũng ở Hà Nội và điều kiện thăm khám rất là đầy đủ. Do vậy mà các cái yếu tố nguy cơ đều được kiểm soát khá là tốt. Và gần đây thì bệnh nhân có đi tập thể dục buổi sáng, bệnh nhân có đi bộ những cái, sau đó tập một cái bài dưỡng sinh, và đôi khi còn nhảy theo cái nhóm nhảy của các của bệnh nhân, các bà cụ trong cùng một hội. Thì sau đó ta mới tức ngực khi và khó thở mức độ vừa vừa khi ta gắng sức. Thế sau đó thì cái triệu chứng đó nó có xu hướng nó cứ nhiều hơn, khiến bệnh nhân phải nghỉ. Khi đang người ta đang đi bộ hoặc đang tập, người ta phải nghỉ. Thì chính vì vậy mà họ đã đến khám bác sĩ tim mạch. Thì khi đó chúng ta đến khám thì khai thác triệu chứng cũng có thấy một cũng có cơn đau, có tính chất là cơn đau thắt ngực. Và trên các xét nghiệm thì thấy siêu âm tim thì bình thường, men tim hoàn toàn bình thường, chức năng thận bình thường. Và bệnh nhân là do có yếu tố nguy cơ là tăng huyết áp và đái tháo đường, nên đã được sàng lọc một loạt các cái bệnh lý mạch ngoại biên như là mạch thận, mạch cảnh, mạch chi dưới đều bình thường. Thế nhưng chỉ có một cái điện tim, đó là điện tim như này, chúng ta thấy ngay là có vấn đề rồi ạ. Điện tim là có hình ảnh chúng ta thấy rõ là đúng ạ, T âm từ V1 đến tận V4 thấy rõ. Thì do đó bệnh nhân có những triệu chứng như vậy, nhiều yếu tố nguy cơ và thay đổi về điện tim, có những chân đau thắt ngực. Như vậy chúng ta đã bệnh nhân đã được chụp động mạch vành. Thì chụp động mạch vành nó khác hẳn với cả của ca bác sĩ Minh, đó là có tổn thương rất là rõ ràng. Bên vành phải thì hẹp nhẹ một chút. Bên cúp chụp này thấy dường như cái lỗ vào của động mạch mũ có hẹp một chút. Động mạch liên thân trước thì hẹp khít, đoạn 2 và nhánh đai hoang nang cũng hẹp khít và nhánh đai hoang nang khá to. Trên cái trên cái pha chụp spider view thấy là cái lỗ của động mạch mũ cũng khá hẹp. Và khi đó là bệnh nhân đã có chỉ định là can thiệp cái nhánh đai hoang nang và động mạch liên thân trước đoạn 1-2. Thì tuy nhiên là vì mình đã thấy cái phim chụp có cái hẹp của cái lỗ vào động mạch mũ, do vậy bệnh nhân đã được kiểm tra bằng IVUS đánh giá thì thấy là cái lỗ vào của động mạch mũ hẹp cũng khá nhiều. Cái MLA chỉ có 3,36mm² và cái diện tích hẹp chiếm tới 76%. Như vậy bệnh nhân đã quyết định được làm can thiệp. Thì bệnh nhân được can thiệp cũng tương đối phức tạp bởi vì nhánh đai hoang nang khá lớn. Do vậy được bệnh nhân đã được can thiệp thì với kỹ thuật hai stent cho vị trí đai hoang nang LVD theo kỹ thuật Q-Lot. Sau đó tiếp tục Q-Lot lần 2 cho left main LVD LCX. Thì cũng với kỹ thuật Q-Lot ạ. Thì đây là kết quả cuối cùng của bệnh nhân đã được thông toàn bộ. Tất cả những cái chỗ bifurcation đều được thông lại toàn bộ. Cả left main, LVD, LCX, đai hoang nang 1 và LD đoạn 2 đều được thông hết toàn bộ bằng stent. Thế thì sau đó bệnh nhân ổn định hết đau ngực và bệnh nhân ra viện uống thuốc là Duplavin 75/100 một viên một ngày. Thuốc huyết áp Xfox 5/80 ngày một viên. Thuốc tiểu đường gồm có hai loại, Jardiance và Glucofa. Và với một cái liều statin liều ở mức trung bình, Crestor 20mg ngày một viên. Thì đây là cái ca lâm sàng, chắc các bạn cũng gặp cũng rất nhiều đúng không ạ? Cái ca bác sĩ Minh gặp cũng nhiều nhưng mà ca này gặp nhiều hơn. Bởi vì chúng ta thấy là những bệnh nhân có tăng huyết áp, đau ngực, tiểu trên nền những yếu tố nguy cơ nhiều và đã được chụp mạch vành, có hẹp đáng kể và chúng ta đặt stent. Thì đây là những cái bệnh nhân chúng ta rất là gặp trong cái hàng ngày. Thì những cái vấn đề chúng ta trao đổi ở đây đó là chúng ta sẽ dùng cái thuốc kháng tập tiểu cầu cho bệnh nhân này như thế nào. Đấy, hoặc là giả sử nếu mà bệnh nhân trong tình huống này mà bệnh nhân ví dụ người ta không mức độ hẹp ít hơn một chút, tầm khoảng 80% thôi, họ lại không muốn can thiệp, thì khi vậy cái chiến lược dùng kháng tập tiểu cầu chúng ta như ra sao, hoặc là trong suốt quá trình dùng kháng tập tiểu cầu mà lại có các biến cố về ví dụ như là chảy máu hoặc là rối loạn nhịp hoặc là xuất huyết đâu đó, chúng ta sẽ dùng như thế nào. Thì cũng đây một số cái câu hỏi mà chúng ta ban chủ tọa chúng ta sẽ thảo luận cùng với cả quý độc giả. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Tuấn. Thì đây là một cái ca lâm sàng tôi nghĩ cũng rất là hay, và cũng nếu mà các bạn nào làm can thiệp thì cũng không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta đặt ra là sau cái khuyến cáo của chứng mạch vành mạng năm 2019 ra đời, và người ta nói rất là nhiều về những cái vấn đề điều trị, trong đó là liên quan những này rất là nhiều, thì cái việc mà chúng ta thực hành, chúng ta chỉ định chụp rồi sau đó chúng ta đặt stent, có lẽ phần này mình nói nhanh tại vì mình sẽ không đủ thời gian, mà chúng ta sẽ tập trung vào cái mà tác giả muốn đưa ra bàn luận, đó là cái kháng cái tập tiểu cầu kép, cái DABT đó.
thì là có phù hợp hay chưa. Thì các bạn biết á, tức là nếu mà chúng ta sau khi đặt stent mạch vành mà cái gọi là default strategy, tức là cái chiến lược mặc định, thì mạch vành cấp là phải dùng kháng cái tập tiểu cầu kép 1 năm và phải dùng cái potential antiplatelet, nghĩa là kháng cái tập tiểu cầu mạnh, ví dụ như là ticagrelor, ví dụ prasugrel, nhưng mà chủ yếu là ticagrelor. Còn chiến lược mặc định của hội chứng mạch vành mạng là thông thường chúng ta thì kháng cái tập tiểu cầu kép mình khoảng 6 tháng và không dùng loại mạnh, ví dụ như là chỉ dùng clopidogrel cộng với aspirin. Đó là chiến lược mặc định. Tuy nhiên và ngay cả trong cái khuyến cáo của hội chứng mạch vành mạng năm 2019, người ta cũng nói khá rõ, để mà các bạn đánh giá quyết định một cái việc mà chúng ta dùng kháng cái tập tiểu cầu kép loại mạnh hay loại nhẹ, ví dụ như loại nhẹ là loại vừa là clopidogrel, loại mạnh là ticagrelor hoặc prasugrel, và cái thời gian mà DIBT của mình ngắn hay dài, thì chúng ta sẽ quyết định thứ nhất là bệnh cảnh cấp hay mạng. Đây là cái chuyện đó mình vừa nói rồi. Cái thứ hai là cái yếu tố nguy cơ, cái cơ địa bệnh nhân, thì chúng ta phải đánh giá là cái nguy cơ cơ địa là chảy máu thấp, trung bình hoặc cao. Và cái thứ ba là cái tổn thương của bệnh nhân, cái tổn thương bệnh nhân. Như vậy là tổn thương là vừa phải hay phức tạp. Và năm 2018, cái khuyến cáo mà tái tổ máu cơ tim của châu Âu người ta đưa ra khá rõ, những cái mà tổn thương nguy cơ cao, phức tạp mà dễ tạo thành huyết khối. Thứ nhất là gì các bạn? Là tổn thương 3 nhánh. Cái thứ hai là đặt trên 3 cái stent, mình nhớ cái từ 3 cho nó dễ. Cái thứ ba là can thiệp 3 tổn thương. Rồi tổng chiều dài là trên 60. Rồi can thiệp những tổn thương phức tạp, ví dụ như là Leptman, bifurcation, CTO. Thì nếu chúng ta quy vào ca này thì có đủ hết. Thân chung có nè, mà thân chung này là kỹ thuật 2 stent. Rồi lại thêm một cái bifurcation ở trong nữa của liên thất trước, kèm với nhánh chéo. Và các bạn, cả hai nơi các bạn đều làm kỹ thuật 2 stent hết, pilot hết, mặc dù kết quả rất là tốt. Như vậy thì với khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2019 thì nó có cái chỉ định class 2 là trong trường hợp này thì có thể trong thời gian đầu chúng ta dùng thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép loại mạnh, trong đó có ticagrelor. Người ta nói là trong thời gian đầu, còn độ sau người ta không nói, nghĩa là sau đó rồi thì tùy tình hình mà các bạn sẽ quyết định là cái ticagrelor mình dùng là 1 tháng, 3 tháng gì đó, thậm chí mình có thể là de-escalation là mình xuống thang. Thì đây là ý kiến tôi. Và thêm một cái chuyện nữa là cái yếu tố nguy cơ chảy máu, là cái chỉ số nguy cơ thì chắc là nhờ tiến sĩ Linh nói. Như vậy thì trên bệnh nhân này mình có dùng những cái thang điểm đánh giá nguy cơ chảy máu của bệnh nhân không, ví dụ như là đáp hoặc thì sai đáp. Cảm ơn thầy Dũng ạ. Như thế thì ca lâm sàng của bác sĩ Tuấn đưa ra nó rất là rõ ràng rồi, và đã rất là may cho bệnh nhân là đã được xử trí như vậy rồi. Có thể có những người là đột tử như thế này, đúng không? Bà này vẫn đi tập thể dục thường xuyên, và nếu như chủ quan một chút thôi là có thể một lúc gắng sức là nó sập LED lại, đúng không? Và các bạn thấy LED rất là lớn và có nhiều nhánh bên như vậy, thì rất là may là mình đã xử lý rồi. Và cũng các bác sĩ đấy cũng rất là tích cực, làm complete, tức là làm toàn bộ can thiệp, cả làm cả IVUS để đánh giá cái nguy cơ về sau, và thấy là tổn thương lỗ vào IVUS thì cũng không ngần ngại gì làm ở Tân Trung cả. Thì có lẽ là thầy Dũng cũng đồng ý rằng bây giờ chúng ta là cũng không có ngần ngại nhiều chuyện can thiệp vào Tân Trung nữa, cũng không ngần ngại nhiều là kỹ thuật two stent nữa, tức là có thể là culot, có thể là quash technique. Chứ hồi trước là mình vẫn hay là ngần ngại làm provisional, sau đó nó bị dòng chảy kém thì mình mới bên nào mình mới đặt thêm một stent. Còn bây giờ thì chiến lược chủ động, ý nhất là tại Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam hiện giờ là những trường hợp như thế này, nếu thấy cái nhánh bên là đáng kể và tổn thương lỗ vào thì cũng chủ động đặt hai stent ngay. Như vậy về mặt kỹ thuật tim mạch can thiệp thì chúng ta cũng thống nhất đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Cái thứ hai là câu nói mà thầy Dũng đề xuất, đó là cho nên lựa chọn thuốc kháng cái tập tiểu cầu nào. Thì rõ ràng là mặc dù các khuyến cáo đều nói rằng là trong bệnh mạch vành mãn tính thì không có sự khác biệt giữa ticagrelor hay là clopidogrel, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì lựa chọn, nếu đây là bệnh nhân của tôi, bệnh nhân nữ giới là không phải cao tuổi lắm, không có nhiều yếu tố nguy cơ chảy máu, thì có lẽ lựa chọn tica là một lựa chọn khôn ngoan. Và
nó sẽ được lượng hóa thôi, tại vì chúng ta có những cái tham điểm DAPT chẳng hạn, nó đánh giá là gì, dựa vào là chức năng tim này é là bao nhiêu phần trăm này, bệnh nhân có nằm trong bệnh cảnh cấp cứu hay không, phân suất tổng máu trái ép như thế nào, rồi là có tổn thương mức độ, tổn thương tiếp A, B hay C, rồi nguy cơ chảy máu thế nào, và đánh giá ra và để mình quyết định là cái lựa chọn là nên lựa chọn thuốc kháng thể kép loại nào. Tuy nhiên là dù các thang điểm đấy chỉ có giá trị, theo ý tôi là chỉ, thầy Dũng cũng công nhận là chỉ giá trị hướng dẫn mình thôi, chứ nó không có giá trị là dắt mũi mình, tức là mình dùng nó để mình định hướng cho mình thôi, chứ còn lựa chọn thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào thầy thuốc trong cái bệnh cảnh lâm sàng cụ thể. Và thời gian dùng thuốc thì chắc chắn là tối thiểu với một trường đặt stem mà thân chung mà dành trái thế này, thôi kệ các khuyến cáo nói thế nào thì nói, dù là các hãng stem nói thế nào, ví dụ dây là họ bảo là có lại stem là chỉ cần dùng kháng thể kép trong một tháng thôi, thì nhưng mà có lẽ là với trường đặt stem thân chung thì hai stem này vẫn là dùng tối thiểu là 12 tháng, đúng không ạ? Có những cái thử nghiệm là DAPT precise là so sánh dùng 6 tháng hay dùng 12 tháng, hay thử nghiệm smart thì đều thấy là với tường phức tạp thì dùng 12 tháng là tốt hơn dùng là 6 tháng. Thế còn cái câu hỏi là sau 12 tháng thì có tiếp tục dùng tiếp hay không, thì đấy là cho phải bàn thêm, thì không biết là ý kiến của thầy Dũng là như nào, có tiếp tục dùng đến 15 tháng, 18 tháng hay không? Tôi sẽ có ý kiến này, thêm một ý kiến chút xíu nữa, nhưng mà cũng mong là có các cái đồng nghiệp ở dưới, một số bạn cũng có liên quan tim mạch can thiệp, ví dụ như bác sĩ Trường Sơn này của Nhân dân Gia Định này, bác sĩ Trực, bác sĩ Vinh của Thống Nhất, vân vân, thì các bạn có ý kiến thêm. Riêng về cái trường hợp này á, thì như vậy là có vẻ theo khuyến cáo của ESC năm 2019 là chúng ta phải dùng TK rồi đó. Tức là bây giờ nó đã có chỉ định khá rõ các bạn, nó là class 2A hay B tôi không nhớ. Nhưng mà vô cái tình huống mà đặt stent như thế này thì khuyến cáo là nên dùng ticagrelor. Còn nếu mà mình đặt đơn giản thì mình dùng clopidogrel. Nhưng mà trường tình huống này người ta khuyến cáo là nên dùng ticagrelor ít nhất là trong giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu người ta không nói bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là phải là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Nếu mà mình thấy người ta không nguy cơ thì mình đủ 12 tháng luôn. Cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đến là cái chỉ số nguy cơ xuất huyết. Cái khi mà mình dùng càng mạnh thì cái vấn đề mình lo lắng nhất là bệnh nhân bị chảy máu. Và như vậy thì các bạn thấy rõ ràng là người ta có đưa ra những cái hai, cho đến giờ này thì hai cái chỉ số nguy cơ đánh giá xuất huyết trong dùng kháng cái tập tiểu cầu kép được công nhận. Cái thứ nhất là DAPT DAP của Mỹ. Và cái thứ hai là PRESIDAP thì là châu Âu đưa vào. Thì chúng ta nhớ rằng á, cái chỉ số đáp là nhỏ hơn 2 và lớn hơn 2. Lớn hơn 2 thì nên dùng kéo dài, nhỏ hơn 2 thì không nên dùng. Đó. Thì cái chỉ số đáp nghe thì rất là đơn giản mà dùng thì rất khó các bạn. Bởi vì cái điều kiện để dùng chỉ số đáp là bệnh nhân phải dùng đáp đủ 12 tháng. Tức là phải hoàn thành được 12 tháng dùng đáp rồi. Thì các bạn mới bắt đầu áp dụng chỉ số đáp để tính tiếp là có dùng từ 12 đến 24 và 36 không? Nghĩa là như vậy á, thì đó là một cái chỉ số mà nó gọi là khá lý tưởng. Tức là mình tính cái chuyện là bây giờ mình chưa lên xã hội chủ nghĩa, nhưng mà bây giờ để ứng dụng một cái chỉ số nào đó thì phải hoàn thành xã hội chủ nghĩa rồi mới được ứng dụng nó vô. Thì cái đó khó lắm. Bởi vì đáp đủ 12 tháng là nhiều khi rất là khó khăn. Riêng cái chỉ số thứ hai là PRESIDE đáp mà Hội Tim Mạch Châu Âu đưa vào năm 2017, 2018, 2019 á, thì cái chỉ số PRESIDAP nó đơn giản hơn và cái cách tính nó hơi phức tạp hơn, nên là 5 yếu tố. Tuy nhiên á, là PRESIDAP là hỡi các bạn đặt stent vô các bạn tính ngay được, tức là không cần phải sau 1 năm mới tính được. Và do vậy thì PRESIDAP nó gọi là thực tế hơn, nó dễ ứng dụng hơn và nhỏ hơn 25 là nguy cơ chảy máu thấp, trên 25 là nguy cơ chảy máu cao. Tuy nhiên là nói như tiến sĩ Linh nói là bây giờ thì cái nhóm bệnh nhân mà nguy cơ chảy máu người ta xác định là một cái subgroup đặc biệt luôn, nó gọi là high bleeding risk, viết tắt chữ HBR. Thì cái nhóm đó nó có định nghĩa vừa rồi, định nghĩa năm 2019 nó có đưa ra. Tuy nhiên á, nó lại có một cái câu này, tức là có những bệnh nhân khi mình dùng cái chỉ số nguy cơ, nó giống y hệt Linh nói, ví dụ đáp hay PRESIDAP đánh giá nguy cơ chảy máu không có cao, nhưng mà khi dùng rồi thì tự nhiên nó chảy máu nó trở thành cao. Thì những cái nhóm đó thì hiện giờ chúng ta vẫn chưa có gọi là nghiên cứu bàn luận về nó. Tức là thật sự thì có những bệnh nhân các bạn khi dùng đáp chẳng hạn, mình nghĩ rằng là bệnh nhân nguy cơ không chảy máu cao, ví dụ trên bệnh nhân này chẳng hạn nữ 60 tuổi, không có tiền sử dạ dày, chứ không có bệnh thận, không có bệnh gan, không đái tháo đường, vân vân. Nhưng mà mình mới dùng tháng ra chảy máu rồi, thì từ cái chuyện là nó nguy cơ thấp nó lại biến thành cao, và bây giờ người ta cũng quan tâm cái vấn đề đó khá là nhiều.
Thì đó là ý kiến tôi thêm. Thì không biết là các đồng nghiệp ở đây chúng ta có ý kiến gì thêm không? Trước khi các bạn ý kiến, em xin ý kiến ca này một chút. Tức là cái ca này đã được em thực hiện mà can thiệp bệnh vành cách đây 2 năm. Hôm nay thì nhân cái ca lâm sàng nó rất là hay như vậy mà có thay đổi về khuyên cáo một chút em mới đưa ra. Thì cho đến thời điểm này thì em đã dùng cho bệnh nhân DPT được khoảng độ 14 tháng. Và hoàn toàn không có triệu chứng gì đau dạ dày hoặc là xuất huyết ở đâu cả. Và bây giờ bệnh nhân đang được dùng aspirin đơn độc. Đấy, nhưng mà có một cái tình huống nữa, ví dụ như tình huống các bệnh nhân như này, tổn thương mạch vành khá là phức tạp. Nhưng tuy nhiên ở viện tim mạch cũng gặp một số bệnh nhân đó là họ chỉ cương quyết điều trị nội khoa. Đấy, đối với bệnh cảnh y hệt thế này, nhưng mà không can thiệp, không CABIS. Thì như vậy là câu chuyện mà kháng tập tiểu cầu cho bệnh nhân như vậy mà tổn thương mạch vành có thể nhẹ lên một chút, chưa đến mức tắc hẳn, nó chỉ khoảng tầm 80-85%. Thì theo ý kiến của thầy thì cái mình dùng cái kháng tập tiểu cầu cho nhân đó như thế nào ạ? Câu hỏi bạn đặt ra thì cũng khá là hay, và thực tế chúng ta cũng hay gặp trên rất là cái gì, tức là vấn đề điều trị kháng cái tập tiểu cầu trên bệnh nhân mạch vành mà điều trị nội khoa. Thì trên mạch vành mà điều trị nội khoa thì người ta cũng đầu tiên người ta sẽ phân theo cái chuyện là cấp hay mạng. Nếu cấp thì vẫn là default strategy 1 năm. Nhưng mà cái 1 năm của cái thằng điều trị không can thiệp á, thì nó cái bắt buộc nó nhẹ hơn, là tại vì không sợ cái chuyện là nếu mình ngưng thuốc thì huyết khối trong stent. Do đó đối với những cái bệnh nhân nào mà nguy cơ cao, người ta ngưng rất sớm. Còn trên cái bệnh nhân mà gọi là bệnh mạch vành mạng 3 nhánh mà không phải là cấp thì vẫn rơi vào cái kia, rơi vào cái tình huống kia, là chúng ta điều trị, nếu điều trị mà mình trong giai đoạn nào đó mình nghi ngờ nó đang gọi là diễn biến cấp gì đó thì các bạn nên dùng DABT, thì nên dùng clopidogrel thôi. Và cái thứ hai nữa là lỡ có chảy máu hoặc là nguy cơ gì đó các bạn ngưng được, vì không sợ cái chuyện huyết khối trong stent. Và ngày hôm nay các bạn biết là với cái năm 2018 và 2019 2018, chúng ta lại có một cái nghiên cứu mới là comeback đó, cho cái gọi là bệnh polyvascular disease, tức là bệnh đa nhánh mạch máu, tức là bệnh sơ vữa, vừa mạch vành, vừa mạch não, vừa mạch chi. Thì trong cái nghiên cứu comeback này, nó thấy rằng trên những cái tình huống mà giống như mình nói, tức là 3 nhánh mạch vành, và thậm chí là có thêm mạch ngoại biên, có thêm mạch não, thì cái việc mà dùng aspirin đơn thuần so với aspirin cộng với là rivaroxaban liều thấp 2.5 một ngày 2 lần, thì cái nguy cơ cô độc quỵ não, nguy cơ của mạch vành, nguy cơ mạch chi giảm hẳn. Và cái này nó đã được đưa vào khuyến cáo của năm 2019. Tức là những cái bệnh lý mà đa mạch thì bây giờ mình có dùng cái rivaroxaban liều thấp, chứ không phải là liều của vấn đề chống đông. Và chắc là sắp tới mình cũng sẽ nghe rất là nhiều hội nghị về cái nghiên cứu comeback này. Phải không, tiến sĩ Linh? Em cũng rất là đồng ý với ý kiến của thầy Dũng, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải cho thuốc kháng tập tiểu cầu thôi, nhưng cũng cân nhắc đến nguy cơ bệnh nhân. Và rõ ràng nếu chúng ta không tái thông mạch vành và bệnh nhân không phải trong giai đoạn cấp thì có lẽ chúng ta chỉ cần dùng một thuốc kháng tập tiểu cầu đơn thôi, đúng không ạ? Và nếu mà cái nguy cơ cao mình có thể dùng clopidogrel được. Thế còn như compact này thực ra em cũng mới nghe đấy, nhưng mà nếu mà cũng là cái triển vọng rất là lớn, là mình họ càng ngày càng thấy là kết hợp NUAC với cả một thuốc kháng tập tiểu cầu thì đạt được hiệu quả tương đối tốt, vì cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa thì nó rất là nhỏ mà nó đạt hiệu quả chống đông rất là cao. Dạ. Cũng còn khoảng tầm 3 phút nữa kết thúc phiên này, được quý đồng nghiệp có câu hỏi nào dành cho bác sĩ Tuấn cũng như là các chủ tọa đoàn không ạ? Trao đổi về cái ca lâm sàng kiểu như thế này. Dạ, mời anh Sơn. Dạ, mời bác sĩ Sơn. Bác sĩ Sơn là bác sĩ tim mạch can thiệp bệnh viện Gia Định ạ. Dạ. Dạ, xin cảm ơn những ý kiến quý báu của thầy Dũng và bác sĩ Linh. Thì ca lâm sàng của bác sĩ Tuấn rất là hay, và ở chỗ là cái hướng mình sử dụng cái tập tiểu cầu ghép như thế nào. Thì thực ra hồi đó giờ đối với hội chứng bệnh mạng thì hầu như là sau khi can thiệp xong thì mình đều dùng cái clopidogrel. Thì cái ticagrelor thì sau này mình mới có một số nghiên cứu, và đặc biệt là sau này có nghiên cứu như Temis BCI thì nó là ticagrelor có giá trị trong hội chứng bệnh mạng, đặc biệt bệnh nhân có đặt stent. Nhưng mà không biết là thực tế lâm sàng thì mình sử dụng cái ticagrelor trong thực tế của mình như trên hội chứng bệnh mạng có đặt stent như thế nào,
Tại vì mình nhớ là hiện thời mình sử dụng đây là sử dụng cái liều 60mg chứ không phải là sử dụng liều 90. Nhưng mà mình không nhớ, thật ra thì không nhớ chính xác, cho nên là xin bác các bác sĩ Linh chia sẻ lại về cái cách sử dụng ở trong trường hợp này. Cái câu hỏi bác sĩ Trường Sơn đặt ra là cái liều từ Begasuit. Begasuit tức là sau 1 năm đủ 12 tháng. Và Begasuit đó là cấp, phần lớn là cấp, có một số mạng thôi. Sau 1 năm đủ 12 tháng các bạn dùng cái liều của Ticagrelor đủ liều 90 một ngày 2 viên. Sau đó tiếp tục từ 1 năm kéo tới 36 tháng là 3 năm, lúc đó mới giảm xuống 60 nhân 2. Chứ không phải là giảm ngay từ đầu bác sĩ Trường Sơn. Do đó thì nhân cái này thì tôi xin nói một chút là như vậy, cái khái niệm mà giảm liều hoặc là chuyển từ thuốc mạnh xuống thuốc nhẹ hơn, người ta gọi là de-escalation, là xuống thang. Như vậy thì cái xuống thang của mình bây giờ nó tới 4 kiểu xuống. Kiểu xuống thứ nhất á, ví dụ như là mạch vành cấp diabetes phải đủ 1 năm thì mình nguy cơ chảy máu cao mình rút xuống còn 6 tháng. Đó là xuống thang rút ngắn thời gian diabetes. Cái thứ hai á, xuống thang là xuống từ loại mạnh xuống loại nhẹ. Ví dụ như là trong 3 tháng đầu mình xài Ticagrelor thì bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao thì diabetes mình lại đổi thành clopidogrel, tức là xuống từ thuốc mạnh xuống thuốc nhẹ. Cái thứ ba là xuống liều giống như là Begasuit, tức là 1 năm đầu thì 90 nhân 2, 2 năm sau thì 60 nhân 2. Và cái xuống thứ tư là DABT xuống một loại kháng có tập tiểu cầu, nhưng mà không phải xuống aspirin, mà nó xuống thí dụ như là clopidogrel cộng với aspirin thì nó xuống clopidogrel, hoặc là Ticagrelor cộng aspirin xuống Ticagrelor. Và vừa rồi mình có những cái nghiên cứu là stop step 2 rồi cái này cái đó vân vân, tức là nó dùng 3 tháng đầu là đủ DABT và sau đó nó xuống, mà xuống ức chế B2I12 chứ không phải là xuống aspirin, để nó vẫn giữ đủ độ mạnh. Thì hiện giờ chúng ta có 4 cái cách xuống thang. Và chắc là sắp tới thì cái de-escalation người ta chú trọng rất là nhiều. Còn cái chuyện mà lên thang trong giai đoạn cấp dùng thuốc kháng cái tập tiểu cầu mạnh là cái chuyện là đương nhiên rồi. Không biết là như cái phiên mình là vừa đúng thời gian kết thúc. Như vậy thì chắc tôi cũng xin thay mặt chủ tịch đoàn và hai báo cáo viên. Đầu tiên là cảm ơn hai báo cáo viên đã có hai cái bài báo cáo rất là hay. Để cho trên hai bài báo cáo này chúng ta đưa ra những cái câu hỏi và để thảo luận về cái giá trị của cái khuyến cáo mạch vành mạng năm 2019 là có ứng dụng gì trên cái việc thực hành chúng ta. Và cũng xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp chúng ta đã ngồi lắng nghe rất là gọi là chăm chú và đã có những cái câu hỏi mà đặt ra rất là hay cho chủ tịch đoàn. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh, cảm ơn bác sĩ Tuấn, bác sĩ Minh và cảm ơn mọi người.